Smartphone 5G vào năm sau. Theo Starter Analytics, thiết bị 5G đang có khởi đầu chậm chạp vào năm 2019 nhưng sẽ cất cánh vào năm 2020. Cũng theo Starter Analytics, smartphone 5G sẽ chiếm gần nửa tổng doanh số điện thoại di động trong 5 năm tới. Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu cuộc đua 5G, nhưng Trung Quốc có thể sẽ nhanh chóng bước tốc để trở thành quốc gia dẫn đầu về 5G toàn cầu. Ken Hyers, giám đốc của Starter Analytics cho biết. Vì thế, việc tung ra các mẫu smartphone 5G giá rẻ sẽ chiếm lĩnh thị trường đông dân nhất thế giới vào năm tới. Mặc dù mạng 5G bắt đầu chậm chạp vào năm 2019, nhưng nó sẽ cất cánh nhanh chóng. Vin Petteri Ukonaho, phó giám đốc phân tích chiến lược của Strategy Analytics cho biết thêm, khi mức giá giảm và mạng 5G được phổ dụng, doanh số smartphone 5G sẽ tăng mạnh. Đến năm 2025, doanh số smartphone 5G sẽ vượt một tỷ thiết bị, ban đầu sẽ chủ yếu là các thiết bị 5G cao cấp nhưng đến cuối năm 2020 sẽ có thêm nhiều thiết bị tầm trung 5G trên thị trường, đặc biệt là tại Trung Quốc. Strategy Analytics tính toán rằng, doanh số thiết bị 5G sẽ chiếm ít hơn 1% tổng doanh số trong năm 2019. Tuy nhiên đến năm 2020, thị phần thiết bị 5G sẽ đạt gần 10%. Theo Ken Hyers, giá cả là mối quan tâm lớn nhất của những người tiêu dùng ban đầu. Họ không muốn bỏ ra số tiền lớn để mua thiết bị trong khi mạng 5G vẫn còn ít khả dụng. Điều này buộc các nhà mạng phải mở rộng vùng phủ sóng 5G để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Hiện tại, thương hiệu smartphone 5G dẫn đầu đang thuộc về Samsung, những cái tên tiếp theo có thể kể đến Huawei, OPPO, Vivo và Xiaomi. Tuy nhiên, sự gia tăng về smartphone 5G được dự đoán sẽ bùng nổ vào năm 2020, tạo ra bước ngoặt về doanh số. Các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, bao gồm Apple cũng đang phát triển điện thoại di động 5G năm 2020 doanh số smartphone 5G sẽ tăng mạnh tại Trung Quốc, Mỹ, các nước châu Á và Tây Âu.